Mỗi tuần, các cầu thủ trường Đại học Cửu Long ở tỉnh Vĩnh Long dành 2 buổi tập luyện cho giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ 2 năm 2024 Cúp Thaco. Lần đầu tham dự, trường rất quan tâm về công tác tuyển chọn cầu thủ và chăm lo hậu cần. Các cầu thủ đều được hưởng chế độ hỗ trợ cả khi tập luyện lẫn thi đấu. Đội chủ yếu tập luyện trên sân cỏ nhân tạo 7 người trong khuôn viên trường. Về chuẩn bị cho thi đấu này thì trường cũng rất là quan tâm, rất là đầu tư là về mặt con người cũng như là trang phục, các công tác hậu cần chuẩn bị cho các bạn thi đấu. Thì trong thời gian vừa qua thì trước cái thi giải đấu báo thanh niên thì trường cũng đã có cho các bạn tham gia giải do bộ dục tổ chức giải xuyên toàn quốc. Thì qua cái giải này thì giúp cho sinh viên thứ nhất là có các cái kênh để cho nó giao lưu học hỏi. Thứ hai là cho các bạn cần khỏi sát để nó chứng tỏ bản thân của mình. Trước thêm giải đấu, đội gặp không ít khó khăn. Nhiều cầu thủ bạn học chương trình đào tạo rút ngắn để tốt nghiệp sớm. Do đó, lịch tập chỉ có thể tập triển khai 2 buổi một tuần. Các bài tập chiến thuật bị chậm tiến độ. Thi thoảng, đội mới có một trận đá giao hữu sân 11 với các trường lân cận và các đội bóng địa phương tại huyện Long Hồ. Đó là một trong những lý do khiến huấn luyện viên Phan Ngọc Diễn phải đến buổi tập cuối cùng mới chốt được đội hình chính thức. Khó khăn là thế nhưng ban huấn luyện trường Đại học Cửu Long có niềm tin rằng đội bóng vẫn có thể làm nên chuyện tại giải đấu lần này. Đặc biệt khi trường đang sở hữu dàn cầu thủ tương đối đồng đều về mặt kỹ thuật ở mọi vị trí trên sân với 5 ngoại binh đến từ Campuchia và Lào. Em ở bên Campuchia cũng có kinh nghiệm như vậy nhưng mà lần này là kinh nghiệm mới của em á. Khi tập trung về mấy bạn thì rất vui vì cũng tiếp xúc nói tiếng Việt với các bạn Việt Nam. Huấn luyện viên Phan Ngọc Diễn đánh giá 5 ngoại binh có kỹ thuật tốt, ưu điểm là thể lực tốt vì chơi bóng đã lâu. Nếu các cầu thủ giữ vững phong độ, ban huấn luyện sẽ sử dụng vào đội hình chính trong tất cả các trận ở vòng loại. Vị trí sở trường của 5 vận động viên ngoại này là thủ môn, hậu vệ và tiền vệ. Mặc dù là du học sinh nhưng các bạn giỏi tiếng Việt, giao tiếp tốt nên việc trao đổi nhanh chiến thuật trên sân không gặp vấn đề gì. Sử dụng là tối đa 5 người. Cũng rất tiếc là có rất nhiều bạn ngoại binh của là sinh viên trong chiều và Lào cũng tham gia nhưng mà vì cái quy định thì phải tuân theo này. Chỉ có cho bạn cho phép 5 người tham gia. Trong các năm ngoại binh này thì có những bạn đã rất tốt là có thể là sử dụng khác. Theo lịch thi đấu vòng loại bảng F, khu vực Tây Nam Bộ, giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ 2 năm 2024 Cúp Thaco, trường Đại học Cửu Long sẽ đá trận khai mạc với Đại học Cần Thơ vào lúc 14 giờ ngày 3 tháng 3 và đá trận 2 với Đại học Nam Cần Thơ vào lúc 16 giờ ngày 5 tháng 3.